chào quý vị và các bạn. Đây là bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam và ngay sau đây sẽ là những nội dung chính. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt chúc Tết các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhân dịp Tết Nguyên đán. Những ngày này, người dân tại xã Tân Ước, huyện Thanh Oai tất bật chuẩn bị nốt những đơn hàng giò chả cho Tết, món ăn không thể thiếu trong mâm cỗ ngày Tết của mỗi gia đình. Merle Radner đã dành cả cuộc đời mình đấu tranh cho hòa bình và độc lập của Việt Nam. Tình cảm thủy chung với Việt Nam của bà đã in đậm trong lòng bạn bè quốc tế và Việt Nam. Thưa quý vị, nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, vào sáng ngày 7 tháng 2, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà 67, khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Nhà 67, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chút hơi thở cuối cùng, hiện vẫn còn lưu giữ nhiều kỳ vật gắn bó với cuộc đời và sự nghiệp của người. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến cả cuộc đời cho dân, cho nước, dẫn dắt Đảng ta, nhân dân ta làm nên những thắng lợi vẻ vang, làm rạng rỡ dân tộc non sông đất nước Việt Nam. Trong không khí trang nghiêm và xúc động của những ngày cuối năm chuẩn bị bước sang năm mới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thành kính tưởng nhớ và biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam. Di sản người để lại cho Đảng ta, nhân dân ta là vô cùng đồ sộ và quý giá. Đó là thời đại Hồ Chí Minh, sự nghiệp Hồ Chí Minh, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Và cũng trong sáng ngày 7 tháng 2, nhân dịp Tết Nguyên đán 2024, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tới đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước anh linh của người, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước thành kính tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Đoàn đã đến đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Và vào sáng cùng ngày, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đặt vòng hoa dâng hương tưởng nhớ các vị tiền bối cách mạng và các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội, bày tỏ trân trọng các vị tiền bối đã nêu gương sáng trong lãnh đạo, chỉ đạo, đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, suốt đời cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân. Sáng ngày 7 tháng 2 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt chúc Tết các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi đến các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng toàn thể các đồng chí, đồng bào, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài lời chào trân trọng, lời thăm hỏi thân thiết, chân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Tổng Bí thư khẳng định, với sự nỗ lực phấn đấu bền bỉ, ý chí, bản lĩnh kiên cường sáng tạo, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đã đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn thách thức, đạt được nhiều kết quả thành tựu quan trọng khá toàn diện trên các lĩnh vực. Những thành tựu đạt được trong năm qua là kết quả của sự phấn đấu và nỗ lực to lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta dưới sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn của Đảng, sự quản lý điều hành trực tiếp và hiệu quả của Nhà nước, sự tham gia rất có trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng ủng hộ của toàn dân là minh chứng cho bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam ta. Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024, một năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 và hướng tới đại hội 14 của Đảng với niềm tin mới, khí thế mới và động lực mới. Nhiệm vụ trọng tâm trước mắt của chúng ta là khắc phục bằng được những khó khăn, tháo gỡ những vướng mắc, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống nhân dân, cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc ở nơi biên giới, biển đảo, chăm lo và tạo điều kiện để nhân dân ta đón một cái Tết vui tươi,
lành mạnh để thực hiện những phương hướng nhiệm vụ nêu trên. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta cần tăng cường đoàn kết. Đã đoàn kết rồi, càng đoàn kết hơn nữa. Đã quyết tâm rồi, càng quyết tâm cao hơn nữa. Chung sức đồng lòng, phát huy tinh thần yêu nước, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, truyền thống văn hiến và anh hùng của dân tộc, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn thách thức, biến thời cơ thuận lợi thành kết quả hiện thực. Chúc cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta đạt được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa. Thôi anh nói vắn tắt, năm 2024 phải thắng lợi to lớn hơn, phát triển nhanh và bền vững hơn năm 2023. Chúc Đảng ta và toàn hệ thống chính trị của nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện, đất nước ta ngày càng phát triển, phồn vinh, văn minh, thịnh vượng, nhân dân ta ngày càng ấm no, nhà nhà vui tươi, người người hạnh phúc, mọi sự hanh thông. Năm mới có nhiều thắng lợi mới. Nhân dịp Tết Nguyên đán đang đến gần, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà 67 khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong không khí trang nghiêm, thay mặt Quốc hội, cử tri và nhân dân cả nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thành kính thắp nén hương thơm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước anh linh của người, Chủ tịch Quốc hội và đoàn nguyện tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng trên tinh thần đổi mới, phát huy dân chủ, công khai, minh bạch, tiếp tục đồng hành với chính phủ, người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy sự phát triển, đưa đất nước sánh vai cùng các cường quốc Nam Châu như di nguyện của người. Dịp này, Chủ tịch Quốc hội chúc mừng năm mới cán bộ, nhân viên khu di tích, đề nghị tiếp tục nỗ lực gìn giữ, bảo quản các kỷ vật, tư liệu về Bác Hồ, làm tốt việc giới thiệu tới nhân dân và bạn bè, du khách quốc tế về cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của người. Cũng nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024 và chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng, 94 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội ngày 7 tháng 2, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến thăm chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô. Biểu dương sự đóng góp quan trọng của thủ đô đối với các thành tựu kinh tế xã hội của đất nước trong năm 2023. Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã truyền lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang và nhân dân thủ đô Hà Nội, cũng như những yêu cầu với Đảng bộ thành phố thời gian tới. Đồng chí Tổng Bí thư cũng có nhấn mạnh là Đảng bộ phải thường xuyên và làm tốt hơn nữa trong cái việc nâng cao cái nhận thức, ý nghĩa, vị trí quan trọng của thủ đô. Vừa là đầu não này, vừa là trái tim này, vừa là bộ mặt này, là thành phố ngàn năm văn hiến và anh hùng, thành phố vì hòa bình, rồi UNESCO lại vinh danh mình là thành phố sáng tạo trong mạng lưới các thành phố sáng tạo trên thế giới. Thì có lẽ những cái mỹ từ mà đẹp nhất thế giới và cả nước dành cho thủ đô chúng ta thì phải ngày càng nhận thức cái chuyện này. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị tới đây, thành phố cần tập trung ưu tiên hoàn thiện thể chế phát triển thủ đô toàn diện, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, đồng đều, bền vững và hội nhập quốc tế. Đặc biệt, trước mắt cần nỗ lực hoàn thiện dự thảo luật thủ đô sửa đổi và quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch chung thủ đô Hà Nội điều chỉnh đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 7 vào tháng 5 này. Đây là nhiệm vụ rất trọng tâm nhằm góp phần hoàn thiện khung thể chế đồng bộ chiến lược để thủ đô phát triển. Đồng thời tin tưởng thành phố Hà Nội sẽ sớm hiện thực hóa khát vọng xây dựng thủ đô Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại. Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đã dâng hương tại tượng đài vua Lý Thái Tổ, tưởng nhớ những đóng góp to lớn của vị vua đầu tiên của triều đại nhà Lý, người đã quyết định rời kinh đô từ Hoa Lư về thành Đại La, nay là thủ đô Hà Nội, mở ra thời kỳ phát triển rực rỡ của đất nước trên nhiều phương diện. Cũng tại đây, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thăm hỏi, động viên, đồng thời trao 100 suất quà tặng công nhân, người lao động thủ đô. Chúc các anh chị em công nhân
đón Tết Giáp Thìn đầm ấm, an vui, một năm mới dồi dào sức khỏe, công việc thuận lợi, gia đình hạnh phúc. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có công điện về việc tăng cường kết nối logistics, thúc đẩy tiêu thụ xuất khẩu nông lâm thủy sản. Công điện nêu, để nhanh chóng hoàn thiện hệ thống logistics nhằm kết nối sản xuất nông sản, phục vụ tốt hơn phát triển nông nghiệp, nông thôn trong tình hình mới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt đề án phát triển hệ thống dịch vụ logistics, nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh của nông sản Việt Nam, bổ sung quy hoạch các trung tâm dịch vụ logistics nông sản, cụ thể hóa các nội dung tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc và các văn kiện hợp tác về hợp tác nông nghiệp, mở cửa thị trường nông sản, đa dạng hóa kênh phân phối. Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045, đẩy mạnh xúc tiến thương mại. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cân đối bố trí vốn phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng cho các trung tâm logistics nông sản. Bộ Tài chính chủ trì cải cách thủ tục, hiện đại hóa hệ thống thủ tục hải quan, tạo thuận lợi cho thương mại nông sản, phối hợp xây dựng và mở rộng mô hình thí điểm cửa khẩu thông minh gắn với kiểm soát truy xuất nguồn gốc. Thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải ưu tiên xây dựng mới, nâng cấp, hoàn chỉnh hệ thống vận tải gắn kết giữa các trung tâm logistics nông sản và hỗ trợ phát triển các chuỗi cung ứng nông sản qua các loại hình vận tải. Tập trung hiện đại hóa hệ thống đường sắt và nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt xuất khẩu sang Trung Quốc. Trong quý 1, nhanh chóng xây dựng đường chuyên dụng hàng hóa nông sản tại các cặp cửa khẩu phụ giáp biên có tính kết nối các trục giao thông đang xây dựng. Trong công điện, Thủ tướng giao Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành điều chỉnh bổ sung quy hoạch, cơ cấu sản xuất nông lâm thủy sản gắn với phát triển hạ tầng và dịch vụ logistics nông sản, hình thành các chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản tại các vùng nguyên liệu chủ lực và tổ chức lại sản xuất. Thủ tướng cũng giao Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam và các hiệp hội ngành hàng nông nghiệp liên kết, hợp tác, thiết lập chuỗi logistics nông sản, ứng dụng chuyển đổi số nhằm giảm chi phí logistics, gia tăng giá trị hàng hóa, thúc đẩy xuất khẩu. Ngày 7 tháng 2, tức là ngày 28 Tết, là ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Hoạt động thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị Lạng Sơn diễn ra rất thuận lợi, không có hiện tượng ùn ứ. Một tuần trở lại đây, mỗi ngày tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị có từ 700 đến 800 xe, cá biệt có ngày lên đến gần 1.000 xe xuất nhập khẩu hàng hóa. Trong đó, hàng hóa xuất khẩu chủ yếu là hoa quả, nông sản. Các doanh nghiệp thực hiện các thủ tục xuất khẩu nhanh chóng, thuận tiện. Các lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó tăng cường cán bộ làm thêm giờ, đàm phán kéo dài thời gian thông quan. Theo cơ quan chức năng, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 5 Tết, phía Trung Quốc nghỉ Tết theo quy định. Sau đó, thông quan có đăng ký trước đến ngày mùng 8 Tết và từ ngày mùng 9 Tết, tức là ngày 18 tháng 2, thông quan hoạt động trở lại bình thường. Trong phần tiếp theo của bản tin, dù vụ án khủng bố tại Đắk Lắk được xét xử công khai, nhưng các thế lực thù địch vẫn tung ra những luận điệu sai trái xuyên tạc trên các trang mạng xã hội thiếu thiện chí. Mun Ratner đã dành cả cuộc đời mình đấu tranh cho hòa bình và độc lập của Việt Nam. Tình cảm thủy chung với Việt Nam của bà in đậm trong lòng bạn bè quốc tế và Việt Nam. Thưa quý vị, cuối tháng 1 vừa qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 100 bị cáo trong vụ án khủng bố xảy ra tại địa bàn huyện Cư Quyên của tỉnh Đắk Lắk vào ngày 11 tháng 6 năm 2023. Vụ tấn công đã khiến 9 người thiệt mạng, bao gồm cán bộ, công an và dân thường. Hội đồng xét xử sơ thẩm kết luận đây là một vụ án khủng bố và đã tuyên án chung thân đối với 10 bị can về tội danh khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân. 90 bị can còn lại bị phạt tù từ 9 tháng đến 20 năm với các tội danh khủng bố, tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép, che giấu tội phạm. Dù vụ án đã được đưa ra xét xử công khai và thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, song các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đã tung ra những luận điệu sai trái xuyên tạc trên các trang mạng xã hội, các trang tin thiếu thiện chí. (Cười)
ngay sau vụ khủng bố xảy ra ngày 11 tháng 6 năm 2023 tại huyện Chư Quynh. Một số trang tin nước ngoài thiếu thiện chí đã tung ra những luận điệu đầy sai trái nhằm tạo ra một làn sóng truyền thông trên không gian mạng để chia rẽ khối đại đoàn kết chống phá Việt Nam. Chúng cho rằng vụ khủng bố tại Đắk Lắk là hành động phản kháng chống lại sự đè nén, ngược đãi của chính quyền đối với người dân tộc thiểu số. Bất chấp tính chất đặc biệt nghiêm trọng, những dấu hiệu rõ ràng của một vụ tấn công khủng bố gây xâm hại đến tính mạng của người dân và tài sản của các cơ quan, tổ chức. Những bài viết này lại xoáy vào vấn đề do họ dựng lên, hướng lái vụ khủng bố thành vấn đề xung đột, mâu thuẫn trong các dân tộc. Chúng cũng sử dụng chiêu trò lấy ý kiến của những đối tượng đã từng chống phá Việt Nam để thu hút sự chú ý của công chúng vào cái gọi là hành động phản kháng của các dân tộc ở Tây Nguyên do bị đàn áp, kỳ thị dân tộc. Nhưng hậu quả của vụ việc, kết quả điều tra, đối chiếu với những quy định của pháp luật đã cho thấy rõ ràng đây là một vụ khủng bố. Có thể khẳng định là đây là một vụ khủng bố vì các cái đối tượng đã thực hiện hành vi xâm phạm tính mạng của cán bộ, công chức, người dân và đã thực hiện hành vi phá hủy tài sản của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Cái thứ hai nữa là sau khi thực hiện cái vụ việc này thì đã ít nhiều gây ra cái tình trạng hoảng sợ trong công chúng. Nhóm đối tượng thực hiện hành vi khủng bố tự xưng là lính Dega với mục đích thành lập cái gọi là nhà nước Dega tự trị. Đó là thành lập quân đội lính Dega, là tôi thì thành lập, nói với anh em là có tiền mua súng. Lá cờ thì con voi là cờ của nhà nước. Khi nào đứng lên á, lớn á, cái lá cờ đó là được dùng. Vụ khủng bố có tổ chức, có kế hoạch, tập hợp lực lượng từ trước với mục tiêu cụ thể chống phá chính quyền, chứ không phải là hành động phản kháng, tức nước vỡ bờ như luận điệu của các thế lực thù địch đã rêu rao. Chính nhóm đối tượng này cũng đã thừa nhận hành vi khủng bố của mình. Tôi là người được chỉ huy bà 14 người để tấn công xã Ea Cơ Tiêu. Nếu thấy cán bộ thì phải bắn, thì phải giết. Sau đó tôi mới hô to, tất cả anh em phải tiến lên, phải đột phá, thấy cán bộ phải giết hết. Ba người, bốn người bắn người cán bộ bên trong. Có người nào ném bom xăng, có người nào bắn người cán bộ. Theo cáo trạng, vụ khủng bố 11 tháng 6 năm 2023 có sự móc nối, chỉ đạo từ một số cá nhân tổ chức phản động ở nước ngoài. Theo cơ quan điều tra, từ năm 2015, Imut Melo cầm đầu tổ chức nhóm hỗ trợ người thượng MSGI tại Mỹ, thường xuyên liên lạc, lôi kéo Hờ Vây Nghê Ban, tiến hành các hoạt động vũ trang, giết người, phá hủy tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Năm 2023, nhóm hỗ trợ người thượng cử thành viên là Isonie từ Mỹ xâm nhập về Việt Nam để tham gia chỉ đạo vụ khủng bố này. Lý do tôi về Việt Nam là tại vì tham gia cùng quen để về việc thành lập nhà nước Dega đó. Imut là người cử tôi về. Một số luận điệu khác còn công kích cách thức xét xử vụ án của Việt Nam, cho rằng tòa án chỉ đang hợp thức hóa bản án đã được định sẵn. Hình thức xét xử là đáng lên án, không tôn trọng nhân quyền. Những luận điệu vô lý này bị chính những luật sư tham gia bào chữa trong vụ án không đồng tình. Nếu mà nói rằng tổ chức xét xử lưu động để gây áp lực cho bị cáo tại tòa thì tôi nghĩ họ nhận định không đúng với thực tế đã xảy ra tại phiên tòa. Tại thật ra tất cả các bị cáo đều được quyền trình bày quan điểm của mình, không có hạn chế thời gian. Với tư cách một luật sư tham gia phiên tòa, chúng tôi không nhìn thấy bất kỳ một áp lực nào. Trong thực tế, việc xét xử lưu động có ý nghĩa răn đe, giáo dục, tuyên truyền pháp luật rộng rãi đến người dân. Và quyết định xét xử lưu động hay xét xử tại tòa là phụ thuộc vào tòa án và đều thực hiện đúng quy định của pháp luật. Các tòa án nhân dân của các cấp thông qua tính chất cụ thể của từng cái vụ án đó, cũng như là cái tình hình an ninh trật tự tại địa phương, tại nơi xảy ra cái vụ việc đó, nó như thế nào để quyết định cái hình thức xét xử với cái vụ việc ở Đắk Lắk vừa rồi. Đa số là đồng bào dân tộc thiểu số, hiểu biết pháp luật ở mức độ hạn chế và họ dễ bị lôi kéo, dễ bị tác động, cho nên rất cần những cái phiên tòa xét xử lưu động để làm sao những người dân đó họ cũng đến, họ xem, chứng kiến từ đầu đến cuối, mắt thấy tai nghe. Gần 100 bị cáo đã nhận được bản án đúng người, đúng tội. Việc không bị cáo nào bị tuyên án tử hình đã khẳng định sự khoan hồng của pháp luật Việt Nam. Đúng lẽ ra là bản án tôi là tử hình. Chúng tôi giết người thì chúng tôi phải đền mạng. Là cái đó là lẽ đương nhiên. Nhưng nhà nước đã khoan hồng cho chúng tôi có cơ hội để sửa sai và làm lại một con người lương thiện.
theo dõi phiên tòa, dư luận và nhân dân đồng tình với quá trình điều tra, truy tố và xét xử. Bản án của hội đồng xét xử đối với 100 bị cáo cũng có tác dụng răn đe, giáo dục, đồng thời thể hiện tính nhân văn và chính sách khoan hồng của Đảng và pháp luật của nhà nước. Những điều này càng cho thấy bản chất của những luận điệu xuyên tạc xung quanh vụ khủng bố tháng 6 năm 2023 tại Đắk Lắk là nhằm chính trị hóa vụ án hình sự, nhằm chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch phản động. Tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài, dù được dự báo thời điểm này sẽ là cao điểm của vận tải hàng không, nhưng mà sân bay Nội Bài lại thông thoáng. Phóng viên có mặt tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài thông tin chi tiết. Vâng ạ, xin chào quý vị khán giả. Theo ghi nhận của chúng tôi thì tại thời điểm này ở cảng hàng không quốc tế Nội Bài thì không có tình trạng chen chúc đâu ạ, cả ga đến lẫn ga đi, và lượng khách thì cứ giải đều từ sáng tới tối cũng chỉ với những cái lượng người như thế này thôi. Trong ngày hôm nay thì sân bay quốc tế Nội Bài là đón 554 lượt chuyến bay trong nước và quốc tế với hơn 81.000 lượt khách, và nếu như đông thì chỉ có đông ở ga đến tại quốc tế thôi, bởi vì là năm nay thì Việt kiều về quê ăn Tết nhiều. Chào chào cô ạ. Chào cháu ạ. Cô đi đâu đấy ạ? Cô đi vào thành phố Hồ Chí Minh thăm... Cô đi một mình thôi hả cô? Cô đi một mình. Dạ. Thì cô thấy là năm nay làm thủ tục check in thì có dễ không cô? Rất dễ dàng mà rất là nhiệt tình và là nhanh chóng. Từ nay cho tới ngày 16 tháng 2 thì cảng hàng không quốc tế Nội Bài sẽ tăng cường an ninh cấp độ 1 theo chỉ đạo của Cục Hàng không Việt Nam, bố trí tăng cường nhân lực tại các vị trí theo quy định, tăng cường tần suất kiểm tra trực quan ngẫu nhiên đối với hành khách, hành lý xách tay đã qua cổng từ mà không có dấu hiệu nghi vấn. Cảng cũng phối hợp với công ty quản lý bay miền Bắc, trung tâm khí tượng hàng không, trung tâm thông báo tin tức hàng không để cập nhật và cảnh báo thời tiết cực đoan theo đúng các phương án. Theo đánh giá của Tổng công ty quản lý bay Việt Nam thì tình trạng chậm chuyến hay hủy chuyến sẽ giảm từ sau ngày 8 tháng 2, bởi vì vào lúc đó thì thời tiết sẽ tốt lên. Không chỉ tăng kinh phí cũng như là số lượng người được chăm lo trong dịp Tết năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh còn có nhiều hình thức sáng tạo để những phần quà Tết đến được tận tay các hộ nghèo, công nhân, người lao động đang làm việc trong những ngày cận Tết để mọi người được đón một mùa xuân an vui. Khi nhà nhà tấp nập mua sắm Tết, thì cùng với những đồng đội của mình, anh Nguyễn Văn Phi gần như không có ngày nghỉ. Nhưng năm nay, anh Phi và đồng đội không còn phải áy náy vì chưa lo được Tết cho gia đình, biếu Tết cho ba mẹ nữa, dù gia đình ở tận Đồng Nai. Món quà của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ đến kịp lúc mà còn rất hợp tình. Nhận được cái voucher này của bên Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, mình mua đồ online thì rất là tiện lợi, có rất là nhiều đồ, mua giò nước mắm rồi mua cái phần quà vừa với voucher để mình tặng cho gia đình mình nữa, ba mẹ ông bà. Mình đặt hàng cho thân trong gia đình của mình á, ở bên Đồng Nai, huyện Nhân Trạch sẽ gửi về. Năm nay số lượng người lao động ngoại tỉnh ở lại Thành phố Hồ Chí Minh đón Tết theo dự báo của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng gấp 4 lần so với năm 2023. Chính vì vậy, những phiên chợ nghĩa tình như thế này được duy trì suốt một tuần lễ với nỗi lo thiếu hàng, tăng giá đặc biệt ở thời điểm cận Tết khi được nhận lương thưởng đã được hóa giải. Những hàng này là hàng mới nhập và đắt mới nhất cho là tụi em sẽ bán những cái mặt hàng nào mà giống như là giá mà tốt nhất. Niềm vui Tết cũng đến với 15.000 người thuộc các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo thông qua 6 siêu thị mini không đồng như thế này. Bởi phiếu quà tặng trị giá 400.000 đồng nhưng những gì nó mang đến cho người nhận thì ý nghĩa hơn rất nhiều. Mua vậy thì cũng vui hơn là nhận tiền. Nhận tiền về mau xài lắm, thành ra mình mua về mình có, mình sử dụng hơn. Không chỉ quan tâm đến tiêu dùng, những món ăn tinh thần cũng được chú trọng. 21.000 gia đình công nhân lao động tiêu biểu sẽ cũng có những ngày vui xuân miễn phí tại công viên văn hóa Đầm Sen với những chương trình rất đặc biệt. Em sẽ để dành cái vé đó để gia đình em đi đón giao thừa có bắn pháo hoa trong Đầm Sen ạ. Tết đang đến thật gần với những ân tình ấm áp trao gửi đến nhau như vậy ở Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố nghĩa tình. Trong mâm cỗ của người Việt Nam, nhất là mâm cỗ dịp lễ Tết, không thể thiếu món giò chả. Nằm ở phía Nam Hà Nội, xã Tân Ước, huyện Thanh Oai từ lâu đã là nơi lưu giữ nghề làm giò chả. Và những ngày này thì người dân trong xã đều tất bật để lo chuẩn bị kịp những đơn hàng Tết. Và dù là có vất vả hơn thường ngày, nhưng mà ai nấy cũng đều vui vì được góp một phần tâm huyết vào mâm cơm ngày Tết của mỗi gia đình. 1, 2, 3, 4. Không chỉ khi Tết đến, dường như quanh năm khắp xã Tân Ước, huyện Thanh Oai, Hà Nội đều luôn phảng phất hương thơm của giò chả.
Âm thanh của nhịp chày, tiếng giã giò giã chả giờ đã ít đi khi có máy xay thịt thay thế. Nhưng không vì lẽ đó mà những hương vị truyền thống bị mai một. Thế đến xuân về, nhiều người đặt chúng tôi giã giò bằng tay với số lượng tăng lên là rất là nhiều. Phải cần có sức khỏe bởi vì chày nó rất là nặng. Đôi chày thì làm bằng gỗ một chiếc, nặng từ 1 cân 7 đến 2 cân. Cơ sở sản xuất giò chả này đã áp dụng nhiều máy móc để bên cạnh việc giữ nguyên vẹn được hương vị truyền thống của sản phẩm, còn giúp tăng tối đa năng suất trong những ngày cao điểm. Thời điểm cận Tết, mỗi ngày nơi đây cung cấp ra thị trường khoảng 2 tạ giò chả, gấp đôi khối lượng ngày thường. Thậm chí là có những đơn hàng chiều 30 Tết, nhưng tôi vẫn phải đáp ứng phụng sự, nhưng tôi vẫn phải đi giao. Tôi phải mua sắm chuẩn bị Tết ấy, từ trước hàng tháng, hoặc là đến tận đêm 30 tôi mới dọn dẹp nhà cửa và đi mua sắm riêng cho gia đình mình. Ngày Tết là cô phải dậy từ 3 giờ sáng và tối 12 giờ khuya mới được đi ngủ. Hầu như là tôi chỉ được nghỉ 3 tiếng đồng hồ một ngày. Đơn đặt hàng dù có nhiều hơn nhưng sự tỉ mỉ, cầu kỳ trong từng công đoạn vẫn luôn là điều không thể thiếu để tạo nên những đặc sản trên mâm cỗ cổ truyền ngày Tết. Để hoàn thành một cái ống chả quế này nó phải qua 4 lần đắp. Khi nướng anh phải nướng đều lửa, không được mạnh quá. Nó phải từ từ nó mới ngon. Công đoạn cuối này là mình phải kiểm tra, mình vỗ này nó lẩy như bông này thì mới là nó chín. Thơm mùi thịt, thơm mùi quế. Những ngày Tết tôi làm việc rất vất vả và căng thẳng, nhưng mà chúng tôi cũng rất vui và hạnh phúc vì tôi được góp một phần công sức để cho bữa cơm của bà con được đầm ấm hơn trong ngày Tết. Thưa quý vị, được tin bà Mun Ratner, nhà hoạt động cánh tả người Mỹ, một người bạn thân thiết của Việt Nam, đã qua đời vào ngày 5 tháng 2 năm 2024 tại thành phố New York, Mỹ. Thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, đã gửi điện chia buồn tới gia quyến bà Mun Ratner. Vâng, bà Mun Ratner đã dành cả cuộc đời mình cho Việt Nam, trước hết là để đấu tranh cho hòa bình và độc lập của Việt Nam, và tiếp đó là cho các nạn nhân của chiến tranh Việt Nam, cũng như đóng góp lớn cho việc bình thường hóa quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Tình cảm sâu sắc và thủy chung với Việt Nam của bà in đậm trong lòng tất cả những người bạn bè, đồng chí quốc tế và Việt Nam. Khi mới 13 tuổi, Mun Ratner đã tham gia vào các cuộc xuống đường biểu tình phản đối chiến tranh Việt Nam trên đường phố New York, Mỹ. Chúng tôi đã diễu hành, hô vang những khẩu hiệu tiền dành cho việc làm chứ không phải cho chiến tranh. Hãy đưa quân về nước, chúng tôi ủng hộ người dân Việt Nam. Sau khi Việt Nam giành được độc lập, Mun Ratner tiếp tục đấu tranh cho quyền lợi của các nạn nhân chiến tranh. Bà Susan, một cựu y tá quân đội, đã đồng hành cùng Mun suốt nhiều năm trong ban vận động cứu trợ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. Dù đang ở xa nên không thể trực tiếp tiễn biệt người bạn yêu quý, nhưng bà Susan vẫn không thể quên tinh thần làm việc hết mình và trách nhiệm cao cả của Mun Ratner. Mun đã làm việc không kể ngày đêm để mang được các đoàn đại biểu Việt Nam tới nhiều thành phố khác nhau của Mỹ, làm việc với nhiều luật sư để có thể tìm được công lý tại các phiên tòa cho các nạn nhân chất độc da cam. Tất cả những người từng có cơ hội tiếp xúc và làm việc cùng Mun Ratner đều cảm nhận được ở người phụ nữ này một nguồn năng lượng tích cực và một tình yêu lớn lao đối với con người nói chung và đối với nhân dân Việt Nam nói riêng. Tất cả mọi cái gì Mun có đều là dành cho Việt Nam. Tôi nhớ là chúng tôi đến thăm, Mun mời tôi và một hai anh chị em ở phái đoàn đến nhà Mun ăn cơm. Thì Mun bảo là Mun rất muốn mời đông người, nhưng mà vì nhà Mun nó quá nhỏ nên là không thể nào có nhiều người đến được. Là cái căn phòng nó rất là hẹp, rất là nhỏ. Nhưng mà nếu như có bất kể một khoảng trống nào thì khoảng trống ấy đều được lấp đầy bằng các kỷ vật của Việt Nam. Tất cả những gì mà bạn bè Việt Nam mang tặng cho Mơn, Mơn đều giữ ở đấy. Cái thế giới của Mơn là tràn ngập Việt Nam. Đối với Việt Nam ấy, chị Mơn là một cái người có tình cảm rất là trung thủy và vô tư và trong sáng. Tôi có thể nói là đón tư tình cảm mà trong sáng như pha lê và bền như kim cương. Việc chị mất đi là một cái tổn thất rất là to lớn với tất cả những đồng chí, bè bạn, những người đã đồng hành và chia sẻ với chị về những giá trị của cuộc sống trong hơn nửa thập kỷ qua. Mun Ratner ra đi khi vẫn còn những kế hoạch dang dở để đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam và quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ.
nhưng tinh thần của bà vẫn sẽ được tiếp nối bởi những thế hệ đi sau. Bản tin thời sự xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.